Hello, welcome các anh chị quay trở lại với channel của mình. Mình là Johnny Thông, admin của kèo thơm ICO.com. ắt hẳn là anh chị trong thời gian vừa qua mấy ngày hôm nay một số người tận dụng cái cơ hội của thị trường xuống và đã kiếm được một cái khoản lời từ 10 đến 20 phần trăm đó là cách để anh chị am hiểu thị trường. Tôi đã nói rồi trong thị trường này nếu anh chị biết cắt anh chị kiếm rất nhiều tiền và nếu anh chị không biết cắt anh chị sẽ rất mất nhiều tiền. Đây là tôi lên báo trước anh chị và rất nhiều các anh chị trong thời gian vừa qua hỏi Johnny thông là bây giờ kèo xu hướng trong 2018 sẽ là gì và kèo nào đang ngon và thơm thì tôi báo với các anh chị hai thông tin này. Thông tin đầu tiên là cái xu hướng nào sẽ có trong 2018 này thì tôi báo với các anh chị một xuống rất rõ ràng trong đầu năm nay cái làn sóng vẫn đang mạnh mẽ và cực kỳ mạnh mẽ mỗi ngày đó là ICO trong lĩnh vực về thanh toán về công nghệ tức là trong lĩnh vực về ứng dụng về công nghệ đặc biệt là coi nền tảng và coi doanh nghiệp và những doanh nghiệp đã ăn nên làm ra có hệ sinh thái ecosystem và top 5 cái ICO về công nghệ trong thời gian vừa qua mà chúng tôi nghiên cứu và tìm hiểu và đưa ra cho cộng đồng những lời khuyên tư vấn để các anh chị tự ra quyết định đầu tư tôi không nói là tất cả dự án đều thành công mỗi dự án đầu tư là tùy thuộc vào các anh chị anh chị phải có khả năng phán đoán và phân tích và quan trọng là tham chiếu nhiều cái góc độ quan sát đầu tư để anh chị ra quyết định cho mình và khi tiền của mình xuống rồi anh chị chịu trách nhiệm về vấn đề này đó là tôi báo trước với các anh chị ha và cái top 5 cái điều mà tôi muốn báo các anh chị trong ngày hôm nay đầu tiên các anh chị phải quan tâm đến cái cái coi công nghệ làm nền tảng thanh toán hiện nay ở trong lĩnh vực sản phẩm và lĩnh vực về dịch vụ đó là crypto à, Đây là crypto Khi crypto này là gì đây là cái ICO công nghệ đầu tiên mà tôi muốn uh, review hay nói đúng rồi là tôi muốn review lại những điểm nhấn của nó cho các anh chị à, trong buổi hôm nay không buổi là cái không phải là cái review một cái ICO đó từ A đến Z mà tôi điểm sơ qua những điểm nhấn của từng cái ICO công nghệ để anh chị quyết định là mình thuộc hay là ấn tượng về những cái ICO nào để anh chị ra quyết định đầu tư. Cái Brittle này á thì báo các anh chị những cái tin điểm nhấn của nó. Khi anh chị tham khảo cái website của nó thì anh chị thấy là còn có hai ngày nữa thôi, tức là ngày hôm nay và ngày mai thì nó sẽ close, nó đóng cái cái toàn bộ cái huy động vốn uh, token của nó. Và các anh chị sẽ thấy là nó đã huy động được số lượng là 2.000 bits 64.000 ETH, đây là một cái số lượng khổng lồ các anh chị Tính ra là huy động hàng trăm triệu đô rồi các anh chị nha à, Và cái đồng crypto này là nền tảng thanh toán trên nền tảng Ethereum Có smart contract đàng hoàng Và nó tạo ra cái hệ thanh toán cho vấn đề hàng hóa và dịch vụ các anh chị Và nó được list ở trên ICO Watchlist, Coinschedule, uh, Coi Check Và yeah, uh, Coingecko, Coi Bench thì anh chị có thể lên từng cái để tham khảo về cái thông tin trên được cái trang đánh giá quốc tế từ coi schedule, coi hay là gì coi đó đây là những cái thông tin và khi tôi kiểm tra cái smart contract của nó cái smart contract anh chị thấy mục tiêu của cái đồng tiền này tạo ra là rõ ràng ha là đồng đẳng giữa hai người này tạo ra cái platform về thanh toán blockchain để minh bạch hơn và nó tạo ra cái hệ thống về, về gì ạ? Và hệ thống quản lý Hệ thống quản lý vốn xã hội Và nó liên quan đến cái gì ạ? Đây, đây anh chị thấy Smart contract của nó là đã được verify Đây, anh chị thấy cái smart contract suộc là được verify các anh chị nha Được cái Ether scan này, drive verify Và trên uh, đâu ạ? GitHub Ở GitHub thì nó cũng đã được uh, Đưa thông tin lên trên này Về cái smart contract của crypto đây các anh chị thấy thông tin của nó khá là chi tiết Và đây là cái vòng cuối cùng nó bán Vòng cuối cùng là nó bán từ ngày mùng 5 cho đến ngày 12 Hôm nay là mùng 10 tức là còn hai ngày nữa thôi là nó sẽ kết thúc cái ICO này Và nó sẽ anh chị coi cái roadmap Cái pro của nó đã đi hết rồi Nó chỉ còn cái đoạn cuối thôi Đó là tháng 3 Thì nó sẽ bán cái vòng cuối cùng này Cái stay for này Từ ngày mùng 5 đến ngày 12 Sau đó thì tháng 4 nó sẽ list lên sàn trao đổi và dự kiến đó trao đổi lên sàn Là anh chị biết khoảng bao nhiêu không Là à, khoảng 0,9 đô Cái thông tin là nó đạt là 0,9 đô các anh chị nhé 0,9 đô Đây Cái thông tin đó anh chị sẽ thấy nó nằm ở khoảng đây Cái CPT mà khi mà list trên sàn gì ạ à? List trên cái ICO band cái đường link ở isoben này thì chúng tôi kiểm tra nó dự định là nó sẽ lít lên sàn là khoảng bao nhiêu ạ à? là 0,9 đô dự tính như vậy các anh chị nhé và nó đang vào cuối cùng rồi mà lít lên sàn vào tháng 4 và hiện nay nó bán là 6 tỷ tốc cần được các anh chị nhiều người nói rằng con số này quá lớn cực kỳ lớn thì nếu cái số lượng token này phục vụ cho tất cả lĩnh vực hàng hóa và thanh toán thì nó không lớn các anh chị quan trọng là nó cung ứng ra thị trường là 19 tỷ bây giờ nó bán 6 tỷ tức là lượng coi cung ứng ra thị trường khoảng 30 phần trăm thì nó vẫn có thể tăng giá trong tương lai anh chị thể để ý điều đó à. và anh chị thấy là nó cái kế hoạch giải ngân vốn của nó là 20% là resale, 20% là founder, 10% là PR marketing, 10% là gì yeah, investor refund và 40% là cho hệ thống vận hành. Cái cái hay của cái CBT này là hệ thống uh, ban quản trị BOD của họ ra mắt các anh chị. Lộ diện ví dụ CFO này, COO này, CTO này và CEO chính là gì ạ? Yeah, Dimitri Buriak là cái ông chủ tập đoàn Vision trước đây á. Anh chị thấy là hệ thống của họ là gì yeah, ạ? Rất là mạnh mẽ và cái lượng người rất là ok. Và anh chị thấy không họ lộ diện hoàn toàn Họ lộ diện các anh chị nha Chứ phải là gì ạ là Khi mà Chúng ta kiểm cái hệ sinh thái của CPT Thì anh chị thấy này Nó đủ trong các loại lĩnh vực Từ tài chính fintech Từ thiện cloud vận tải Logistics uh, An ninh quyên góp Giáo dục năng lượng đầy đủ các anh chị Bảo hiểm Nói chung là kính thưa các loại dịch vụ hàng hóa thì crypto này đứng ra đồng trung gian thanh toán Đó là hệ sinh thái rất là mở rộng Và cái sự kiện mùng 4 tháng 3 vừa rồi Tại uh, Việt Nam Thì crypto tổ chức sự kiện rất là hoành tráng Và đưa ra cho các nhìn tổng quan Về những người uh, Đã mua cái đồng crypto này Và đi và xài nó Và trong tương lai nó dùng trong cái việc gì à, Và quan trọng là Anh chị thấy là có CEO Ứng dụng Có CEO uh, Dimitri Buran này Có mặt tại Việt Nam Để nói về đồng crypto này tức là đồng chủ tịch đồng sáng lập của cái đồng crypto này xuất hiện lộ diện tại Việt Nam và thế giới để ra mắt cái ứng dụng này đó là cái điều anh chị thấy là nó không phải là ẩn danh mà nó hoàn toàn là là gì ạ lộ diện các anh chị nha và anh chị thấy là có thể tìm hiểu thông tin về gì ạ Milchipura này ông chủ của tập đoàn crypto này anh chị nha để ý rồi đây là những cái thông tin để các anh chị thấy là nếu anh chị chưa chọn được cái coi nào để đầu tư trong thời gian này thì ICO công nghệ trong lĩnh vực nền tảng thanh toán cho dịch vụ hàng hóa này của Ripple này cũng là phương án tối ưu để các anh chị có thể à, mua cái Ripple này rất là rẻ các anh chị mua khá là rẻ và hiện nay nó huy động được hàng trăm triệu đô rồi tức là dự án đã thành công có các anh chị vô thì dự án thành công hơn nhưng mà không có các anh chị thì dự án cũng đã chạy và thành công anh chị sẽ bỏ lỡ cơ hội và anh chị mua bây giờ thì giá của nó cũng là gần chấm 0,01% và nếu nó chỉ lên 0,1 thôi Anh chị đã được 10 lần rồi Nó lên 0,2 anh chị đã nhiều lần hơn rồi Báo các anh chị điều đó Quyết định đầu tư hay không là tùy các anh chị Tôi nói các anh chị ba điểm nhấn sau đây của đồng crypto này Điểm nhấn của nó là coi nền tảng về lĩnh vực thanh toán dịch vụ và hàng hóa CEO và ekip lộ diện và cái thứ ba là đã ICO một thời gian mà huy động vốn rất là tốt Nó gần 100.000 người tham gia ICO này rồi Và quan trọng là nó huy động lên tới là 2.000 bit 64.000 ETH có nghĩa là số tiền nó huy động được hàng trăm triệu đô Có gan anh chị thì thành công nhiều hơn Không có không sao cho nên anh chị cân nhắc Nhưng mà nó có những cái điểm sau đây Thứ nhất là cái lượng coi nó gì ạ à? Nó rất là lớn và quan trọng là thời gian ICO khá là dài và cái thứ ba là gì ạ là cái lộ trình lên sàn thì nó sẽ lít lên sàn nào thì chưa biết nhưng mà tôi nghe nói nó sẽ là sàn binance thì các anh chị thấy quan trọng nhất của một đồng đó là cộng đồng có ưu tiên và xài nói không thì nó làm tốt điều này tức là huy động lên tới 100.000 người tham gia cái ICO crypto này đây là sự thành công của anh chị à, anh chị cân nhắc và nếu anh chị có nhã ý mà muốn đầu tư cái này vô một ETH, hai ETH thì đường link bên dưới các anh chị hãy click vào để order. Hãy nhớ hôm nay và sáng ngày mai có thể hết. Cho nên hãy cố gắng mua trong khoảng cái vốn của mình nhàn rỗi khoảng 1 đến 2 ETH các anh chị nha. 1 đến 2 Ethereum thôi, không nhiều. Đây là cái ICO đầu tiên mà tôi muốn nói các anh chị. Rồi. Cái nền tảng thứ hai Đó. cái nền tảng thứ hai mà anh chị thấy khi anh chị vào cái trang là keo thơm ico.com anh chị vào cái blog này này thì anh chị thấy hiện nay à, tôi có giới thiệu cái đồng coi nền tảng này nữa đó là coi ICO là jwc Venture à, khoảng à, cuối tháng 3 này nó sẽ bắt đầu cho mua bán ICO Đây là bài phân tích tổng quan anh chị có thể đọc tìm hiểu cái thông tin ở đây thì đồng jwci này J, jwc cũng rất là tiềm năng và nó nó cái cái hệ thống này đến từ những người đẹp có kinh nghiệm đã có kinh nghiệm ở Microsoft, IBM, Goldman Sachs hay là KPMG. À, anh chị có thể đọc thông tin tôi phân tích cực kỳ kỹ, rất dài. Anh chị cố gắng là bài này rất là dài, tuy nhiên rất là đáng để các anh chị đọc để quyết định đầu tư ha. Đầu tư cho cái đồng là JWC này. Đây là đồng gì? Đồng coi nền tảng làm đồng nó giống như crypto ạ. Nhưng mà crypto là thanh toán trong lĩnh vực về hàng hóa dịch vụ còn cái này là đồng đồng này làm nền tảng để thanh toán cho những cái đồng ICO khác phát triển trong tương lai trong hệ sinh thái đó anh chị để ý đó là đồng JWC vậy đầu tiên tôi giới thiệu là crypto đồng thứ hai là JWC đồng thứ ba là đồng DAICO mà được khởi xướng bởi sáng lập Ethereum đó là yeah, Vitalik Buterin đồng này rất là tiềm năng này anh chị đầu tư và bây giờ nó trong thời gian KYC anh chị có thể đăng ký và anh chị có thể đăng ký và mua đó trong thời gian sắp tới. Đó là đồng ABIS. Anh chị có thể đọc thông tin review về ABIS ở đây rất là kỹ càng và anh chị có thể tham khảo cái dự án thứ ba này. Đây là top 3 cái dự án mà tôi đề xuất. Anh chị có thể đầu tư trong khoảng 1 đến 2 ETH. Và quan trọng là đầu tư trong cái đường link tôi để bên dưới. Anh chị đều được tặng từ 20, 25 hoặc 40%. anh chị được bonus thêm đó là cái điều đặc ân khi mà đăng ký trong hệ thống mà mà tôi sẽ hỗ trợ để chăm sóc thích cái hàng ngày khi cập nhật cái thông tin mới đó là đồng thứ ba và đồng thứ tư anh chị thấy đồng thứ tư là cái đồng nào đây c ha rồi anh chị sẽ thấy là có một cái đồng mà hiện nay cũng rất là tiềm năng đó là đồng uh, frances fanz này thì đó trong thời gian vẫn có thể mua ico được và quan trọng là ico này khá là tiềm năng cái lượng cộng đồng của nó lớn nhất ở trên telegram lên tới hàng trăm ngàn người tham gia trong cái uh, telegram và tôi đã có bài review tổng quan về fanz này đó, anh chị thấy rất là chi tiết ở trên cái trang này và anh chị có thể xem nó làm cái nền tảng để tham khảo và quan trọng là bốn cái dự án vừa rồi tôi giới thiệu thì điều đặc biệt là anh chị có thể tìm nó ở trên YouTube cái cân của tôi cân của tôi hiện nay có số lượng view thì báo các anh chị không phải tôi chém không phải tôi khoe nhưng mà không khoe thì không ai biết đó là cân của tôi hiện nay có hơn 12.000 subscriber và các dự án của tôi ở trên này thì đa số là trên 1.000 lượt xem à, có cái thì 3.700 rất là nổi ha. tùy tùy vào từng dự án Tuy nhiên thì trung bình là vài ngàn lượt xem Cho một cái dự án à, tiềm năng ở trên này Đó là điều tôi báo với các anh chị biết Rồi anh chị có thể tham khảo Cái Z trên này Hay là gì à, Abyss trên này JW trên này hoặc là đồng Riptor trên này Đây là top 4 Cái ICO Mà anh chị có thể tham gia Trong thời điểm này để các anh chị có thể gì à, à, Tham gia ở trên này Và một cái ICO Nền tảng về Coi Công Nghệ là top 5 hiện nay để các anh chị có thể tham gia đó là anh chị có thể tham gia cái ICO này ICO có tên là gì ICO có tên là gì ạ à? đó là Story qua đây uh, Story qua đây là một coi trong lĩnh vực thương mại điện tử các anh chị Story qua là trong lĩnh vực thương mại điện tử các anh chị nhé. đây cũng coi thuần coi công nghệ và story qua anh chị có thể tham khảo trên blog của tôi tôi đã viết cái bài này rồi và đội ngũ cố vấn của nó là từ ebay và alibaba các anh chị nhé à, khá là chi tiết cho cái đồng này tôi viết trên này và đồng này chuẩn bị list lên sàn đồng này chuẩn bị list lên sàn ok rồi đây là top 5 những cái ICO công nghệ và xu hướng 2018 vẫn là ICO công nghệ vẫn rất hot các anh chị bởi chưa có xu hướng nào rõ ràng và ICO công nghệ vẫn là sự lựa chọn tốt cho các anh chị đây là cái thông tin Tổng quan về top 5 những ICO công nghệ nền tảng mà tôi muốn các anh chị cân nhắc đầu tư trong cái list danh bạ đầu tư của mình, cái list về portfolio của mình. Đó là cái điều mà tôi muốn nói. Tất cả dự án tôi review rất là kỹ viết bài trên blog kèo thơm ICO cũng như trên YouTube. Anh chị hãy follow kênh YouTube của tôi subscriber để đón nhận nhiều cái clip hơn ở trên này cũng như là lên kèo thơm ICO để coi tôi review viết chi tiết cho những anh chị muốn đọc, anh chị muốn nghe muốn nhìn thì anh chị lên uh, youtube của tôi và quan trọng là tất cả dự án của tôi là những cái tham gia những ico là nền tảng công nghệ không đa cấp mom và quan trọng là có lượng cộng đồng rất lớn những cái giải pháp công nghệ của họ đột phá để giúp cho chúng ta thay đổi cuộc sống đó là điều chúng tôi sẽ review và một lần nữa tôi là jonathan admin của kèo thơm ico hãy cân nhắc tất cả dự án đầu tư bởi tiền nằm trong túi các anh chị trước khi xuống tiền anh chị phải tìm hiểu nhiều thông tin hơn khía cạnh hơn cái thông tin của tôi trước cho các anh chị nắm nhìn tổng quan thị trường những cái góc cạnh phân tích đầu tư những cái được cái chưa được cái tích cực cái hạn chế chứ tôi không nói các anh chị là nó thành công 100% để các anh chị tất tay vào một dự án nào nếu mà tôi biết dự án nào thành công thực sự và nhân 10 nhân 100 thì tôi sẽ bán nhà tôi đầu tư rồi tôi bán đất tôi đầu tư rồi khi không phải các anh chị cho nên mọi dự án hãy cân nhắc hãy tham khảo như một nguồn tham chiếu và quan trọng là ủng hộ tôi cho những cái người làm review blogger như vậy làm review như vậy là một nguồn động lực rất lớn để tôi tôi cho sản phẩm ra tiếp theo cảm ơn các anh chị một lần nữa tôi là trần liên thông xin chào và hẹn gặp lại xin chào